Chào các bác nha. Chào mừng các bác đến với kênh Đất Đắk Nông của em nha. Đất Đắk Nông của em nha. Hôm nay em xin giới thiệu cho các bác một mảnh đất là diện tích là hơn 1,3 hecta trong sổ đỏ luôn các bác nha. 1,3 hecta. Đất thì có cà phê, tiêu. Đó, mảnh đất này thì cắt quốc lộ 14 khoảng 150 m đây, đường xe đang đi các bác. Đó, xe khách đang đi đó. Cắt quốc lộ là 14 là khoảng 150 m đây này. Đường này ra quốc lộ 14 các bác này, từ đây ra 150 m các bác nhá. Từ đây ra quốc lộ 14 có 150 m thôi. Và mảnh đất này cách thành phố Gia Nghĩa là 7 km các bạn. Từ mảnh đất này về. Và mảnh đất này có một cái view rất đẹp các bạn. Này, view ôm đường quốc lộ 14 này. Cứ rừng thông này là quốc lộ 14 các bạn. Đó, đi vòng 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 vòng. Đó, cái kia lúc nãy em quay là có xe khách đấy, đi ngang qua đó là ăn theo là đó, đi vòng 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 quốc lộ 14 đấy. Từ đây về trung tâm thành phố Gia Nghĩa có 7 km các bác nhá. Đấy. Đây đường ra này, bên quay lên này. Lên ở cái này nè. Lên đây này là từ cái đường này này, chạy dài ống sình luôn các bác nhá. Từ cái chỗ này này, chạy dài ống sình luôn, ở dưới sình có ao hồ đầy đủ nhá. Còn lên bên đây là bây giờ em quay này. Mặt đường đất đỏ này này. Mặt đường này là từ giờ đến sang năm là đã góp tiền và đổ bê tông các bác nhá. Đây. Từ đây ra quốc lộ 14 là cứ 150 m các bác nhá. Đó. Mặt tiền này của chú này là được mặt tiền này là 4 mét, hơn 4 mét là được các chú ở là được 200 mét các bạn. Đây. Bây giờ em sẽ quay chi tiết. Trên đất thì là có nhà, có cà phê. Rất đẹp luôn các bạn. View đường thông rất đẹp luôn. Rất thích hợp làm cái nhà nghỉ dưỡng rồi. Đấy luôn. Đây. Đây. Là cạnh miếng đất này đây, cái miếng đất cạnh bên này, này em bà bán rồi các bác này. Em đã bán cho các bác khác ở dưới thành phố về mua đấy để làm nghỉ dưỡng lại đây. Đất này ra tới kia các bác. Nên tới hàng buồng kia. Nên tới hàng buồng hết hàng buồng kia, đã ăn từ này ăn xéo lên hàng buồng kia này, mặt tiền nó rất rộng đó. Cái đường này này, chuẩn bị là ủi một con đường này thông qua cái đường bên kia luôn các bạn. Bên kia trên đây đây có đường rồi đó. Ủi chuẩn bị là bác chủ nhà này với cái anh mà em bán đất cho này là bỏ cái hàng buồng này đi và ủi một con đường thông qua kia. Từ đây thông qua đường đó khoảng 200 mét là tới cái đường bê tông luôn. Đây, đất đây. Và quốc lộ 14 các bác ạ. Đó. Quốc lộ 14 trước mặt đó. Đó, cái bảng đó là đấy, cái đường thông đó là trước quốc lộ 14 các bạn. Đó. Mảnh đất này rất đẹp các bạn. Thế rất đẹp. Đấy, trên kia là đường thông cả. Đó, ôm theo đường thông các bác ạ. Đó, đường thông. Đấy. Rất cực kỳ đẹp luôn các bạn. Đấy. Và em cũng nói cái giá cho hơn 1,3 hecta này là bác chủ nhà đang đưa ra là 1 tỷ 150 triệu có thương lượng các bác nha, rất rẻ luôn, rất thích hợp. Bây giờ em sẽ quay cho các bác nè, là chi tiết cà phê rồi nhà cửa gì đây luôn các bác nha. Giờ các bác chỉ mua xong là các bác có một cái nhà để nghỉ dưỡng rồi đó, xe hơi thì vô tận nơi. Đấy, ngay đây sát quốc lộ 14 luôn đó. 1 hecta. Đó, có cà phê này. Mua xong nó có cà phê thu năm nay phải được 3-4 tấn này. Thì cái giá trị của nó thì cái miếng này chỉ còn tầm có 1 tỷ nữa thôi các bạn. Đó. Bác nào mà thấy mảnh đất này phù hợp với mình ấy thì hãy liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em 0866143839 các bác nha. Để em dẫn các bác đi coi mảnh đất này nha. Đấy, bây giờ em sẽ quay này. Đường đi xuống nhà mình này. Đó. Giờ rồi em xuống quay ao hồ cho các con luôn. Ở đây có điện 3 pha nhá, wifi đầy đủ. Có một cái nhà này. Đó, nhà. Rồi phát là sửa sang nhà này lại là nghỉ ngơi ngon lành. Tối nhìn thấy rừng thông, đèn xe ô tô đi. Đấy. Nhà này. Đó, nhà cấp 4 đó. Nhà này rất đẹp nha. Thế rất đẹp. Đó, giờ em sẽ quay khung cảnh bên đây cho các bạn coi. Chỉ cắt quốc lộ có tầm 150 mét ra quốc lộ thôi. Cắt thành phố Gia Nghĩa là có tầm 7 cây vô trung tâm. Chưa đến 7 cây các bạn. Bác chủ nhà đấy, em nuôi dê này. Đó. Nuôi gà, nuôi gì ấy này. Đó, các bác thấy tuyệt vời không? Đó. Gà khỏe hơi nhiều luôn các bạn đấy.
bác nào mà lên thì cứ phát triển lại là quá tuyệt vời. Đó, cái răn của nó là từ cái đường em chạy xuống nó cứ thẳng xuống sân các bác nha. Giờ em đi quay cây cối trên đây nhá. Phía bên kia thì nó hơi dốc dốc một tí, nhưng mà múc níp ra mà làm trồng cây cối mà định nghỉ dưỡng thì quá tuyệt vời các bạn. Đây, trong vườn đa số là trồng cà phê với tiêu. Đây, dưới đây thì nó bằng. Đấy, một thế đất đứt nài luôn. Trên cái mặt đường của mình ấy, thì nó rất bằng các bác nhá. Được hơn 200 mét mặt tiền đấy đấy. Mặt tiền đấy là chuẩn bị là bác chủ nhà này với cái anh mà mình mua đây để ủi con đường thông qua. Đó. Đó rất chi là đẹp luôn các bạn. Là đây là có hai mặt tiền luôn, thích đi đường nào đi. Đây, dừa là bác trồng là có quả các bác này. Đó. Dưới đây là ngày xưa một cái ao này. Nhưng mà xài cũng hết, bác chủ nhà nấp đi nhá. Đó. Đây này. Đó, một rắn nước này. Đó. 1 hecta mà 1 hecta mà đây. 1 hecta mà cái giá chỉ có 1 tỷ 150 triệu. Mà trong khi đó các bác vô thu cà phê luôn. Thu cà phê thì các bác được tầm là 3 đến 4 tấn này. Thì tính ra miếng đất này còn đúng 1 tỷ các bạn. Ống nước sâu sắn, điện 3 pha. Đầy đủ hết, điện 3 pha xài với bác chung với bác chủ nhà này các bác nhé. Đầy nước này, đó em chị. Dòng nước chảy. Đó. Xuống đây là của mình này, ngày xưa đây là cái ao này, nhưng mà do là bác chủ nhà cũng xài một cái ao này xài không hết. Nên bác chủ nhà nấp lại chỗ này các bác nhá. Bây giờ em quay cái ao của bác chủ nhà với cả cái mảnh đất này là hiện giờ đang xài chung cái ao này này. Còn là các bác nào mua thì có thể đào ao. Đó. Đất này quá gần quốc lộ luôn. Đấy. Ngày xưa đây cũng là cái ao này, nhưng mà xài nước không hết này, nên các bác đắp lại. Thế đất là đất chi đẹp luôn, view đẹp cực đẹp luôn các bạn. Đất thích hợp cho các bác mà nghỉ dưỡng này, thì nó quá gần thành phố này. Đó. Ao các bác này. Đó. Đây răn của mình, đem chị luôn cái răn của mình. Đấy, ao đấy. Em chỉ được cái răn của mình luôn. Ui cỏ trắng. Đây cái răn của mình là từ đây này, từ cái cây này này. Đó. Từ cái này chạy thẳng lên kia, chạy thẳng lên cái chỗ mà đấy, cái chỗ hàng cây có cây cao đấy, mà nó em chỉ cái đường đi đấy, thẳng qua đây. Bạn nào ủi bác chủ nhà này với cái anh mà mua em đất gần đó đấy, là bỏ ra cái mới người là khoảng cỡ tầm 2 mét là ủi một con đường thông qua cái đất bên, thông qua cái đường bên kia, đường bê tông bên kia các bác. Đó. Mảnh đất này thì rất phù hợp với các bác nào mà muốn có một mảnh đất là nghỉ ngơi cuối tuần, để nên nên đây là nghỉ ngơi các bác nhá. Đấy. Các bác mà thấy mảnh đất này phù hợp mình thì cứ liên hệ trực tiếp với em nhá. Em sẽ dẫn các bác đi coi. Các bác nhớ đăng ký và like cho em một like nhé. Và quên mất, em cũng quên mất, hiện giờ là bác chủ nhà là có một cái nhà sát bên đây nữa, em chưa quay. Đường xuống là bác chủ nhà là có một cái nhà sát bên mình luôn. Đây hạ văn này. Từ đây này, từ đây này, từ cái hàng múa chạy thẳng lên, chạy thẳng xéo xéo các bạn này. Thẳng lên cái đường của em đấy, cái đường thẳng đó, chạy thẳng lên xuống cái sình dùng cái ao này này. Rồi hất lên cái đựa, hất lên cái cây em chỉ là thẳng lên lên đường đấy, vòng 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 đó. Thế đất rất chi đẹp luôn các bạn. Đó. Đất này mua rồi trồng cây ăn trái rồi bắt đầu nghỉ dưỡng thì quá tuyệt vời các bạn. Đó. Bây giờ em sẽ quay lại điện đóm rồi nhà cửa lại một lần nữa cho các bác coi nhá. Video hơi dài thì các bác có thông cảm cho em với. Tại vì mấy bữa nay thời tiết nó mưa nhiều quá nên không ra được clip nhiều, nên ra được clip này thì nó hơi dài. Rắn này. Đây.
điện 3 pha, nhà cửa. Cắt quốc lộ 14 có tầm 150m, cắt thành phố 7km thôi. 1,3 hectare, hơn 1,3 hectare sổ đỏ luôn. Mắc nhà đang rao bán 1 tỷ 150 triệu có thương lượng nhẹ. Đây. Đó. Đến tới nhà mình đây. Đây nhà bác chủ nhà đây. Đó. Bác chủ nhà đi chung với con đường này của mình này. Đó. Nhà bác chủ nhà đây. Bác chủ nhà cũng có cái vườn view rất đẹp luôn ạ. Đó. Còn nhà mình đây. Đường đi này cũng từ đây là quốc lộ 450m. Rồi. Xin cảm ơn các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo nhé.